Thưa bà con nông dân và các bạn, gần 4 năm đưa vào thực hiện, có thể nói đến hôm nay, phong trào cải tạo vườn tạp ở huyện Hồng Dân đã mang lại nhiều kết quả rất khả quan. Từ những khu vườn chỉ toàn là cây cỏ dại hoặc đất hoang, nay đa phần đã được thay bằng những vườn cây ăn trái cho thu nhập ổn định lâu dài. Trong chuyến đi thực tế vừa rồi, phóng viên đài đã có dịp đến thăm một số hộ gia đình có mô hình cải tạo vườn tạp hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi sau đây. Không tập trung vào một loại cây con cụ thể như nhiều người đã làm, anh Võ Văn Lăng, ngụ ấp Ninh Phú, xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân, thực hiện cải tạo vườn tạp bằng hình thức đa cây đa con. Với tổng diện tích gần 7.000 m2 đất, anh Lăng đã tận dụng gần như toàn bộ cho việc trồng cây ăn trái như ổi, vú sữa, bưởi. Những giống cây có dòng đời lâu năm với vụ mùa thu hoạch xen kẽ nhau. Phần đất còn lại anh sử dụng để nuôi gà và cá. Theo anh Lăng, cá tai tượng là giống cá rất dễ nuôi, ít tốn chi phí. Vì là loài ăn tạp nên người nuôi chỉ cần tận dụng cây trái quanh vườn, thêm chút thức ăn công nghiệp là có thể đủ đáp ứng lượng thức ăn hàng ngày cho cá. Hơn nữa, giống cá này thích hợp chế biến món ăn cho đám tiệc nên bán được giá. Vì vậy, tận dụng mặt ao nhỏ cạnh nhà, anh thả nuôi 5.500 con cá giống. Sau thời gian từ 1,5 năm đến 2 năm nuôi, cá đạt trọng lượng mỗi con khoảng 1 ký, với giá bán mỗi ký 50.000 đồng. Không chỉ biết tận dụng đất nhà cải tạo, chuyển đổi mô hình để phát triển kinh tế gia đình, anh Lăng còn tận dụng bãi đất bồi ven sông cái để trồng sen lấy ngó và gương bán. Đây là mô hình khá mới mẻ với vùng đất ấp Ninh Phú. Thay vì trước kia bãi đất bồi ven sông này bị bỏ hoang, chỉ có lục bình trôi dạt, thì nay là một vùng toàn sen. Đến mùa hoa nở rộ ven sông, vừa có phong cảnh đẹp mà người trồng còn có thêm nguồn thu nhập. Mặc dù hôm chúng tôi đến tham quan không phải vào mùa thu hoạch, ngó và gương sen không nhiều, nhưng anh Lăng vẫn rất nhiệt tình đưa chúng tôi đến thăm bãi đất bồi trồng sen của anh. Mỗi lần mình lấy sen tốn bao nhiêu thời gian? Mỗi lần nếu mà 10 kg thì mình lấy khoảng cả nửa tiếng, còn nếu mà 20 kg thì khoảng cả tiếng, hơn tiếng. Thì có cần nhiều người đi thu hoạch một lần? Đi thì còn có vợ theo chùi. Vậy là mình phải chùi sen để cho nó sạch. Chùi cho nó trắng lên. Thì như vậy thì bao lâu mình thu hoạch một lần? Nó thì nếu mà vô vũ nó mỗi ngày, còn cách một ngày nhỏ ngày, còn mỗi ngày nhỏ cũng có nữa. Nếu mà mỗi cần gấp thì mình mỗi ngày mỗi nhỏ. Rồi mình bán có được giá không? Thì được 25.000 ký cân cho người ta ngoài dừa. Vậy là tới mình trồng bao lâu thì cây sen này nó mới cho mình được ngó? Thì nếu mà đất trống mình trồng thì khoảng có 20 ngày là có ngó rồi. Còn nếu mình trồng rồi thì nếu có ngó trời tới vũ nó khoảng cỡ tháng 7, tháng 8 là bắt đầu mới vô vũ nó. Nhổ cho tới tháng 2, tháng 3 mới hết. Có nghĩa là ngày nào mình cũng nhổ? Từ thời điểm đó. Rồi nhổ hết xong ngó rồi bắt đầu mình thu hoạch gương. Nhưng mà mình lấy ngó thì gương nó hạn chế, nó không đầy hột, hung. Mình bán thì mình khi bán phải tách ra. Tách ra hột bán. Chứ mình không có để nguyên gương bán như ở dùng trên người ta bán. Tại vì mình lấy gói nhiều quá. Vậy là cái tổng diện tích của anh trồng sen lấy ngó là khoảng bao nhiêu diện tích? Hết nhiêu đây chắc không, khoảng 20 công. Mình sen này mình có phải đầu tư nhiều không? Không, chỉ mình như đất đồ kế bãi mình thì mình mướn thêm công vận chuyển mà 2-3 năm lắm. Làm hợp đồng 2-3 năm lắm chứ không phải là mướn 1 năm, mướn nhiều năm lắm. Công chăm sóc như thế nào? Cái này trồng theo tự nhiên à, cái này không có phân thuốc mà không có gì hết trơn á, thì cứ vớt lục bình thôi à, chủ yếu là lục bình, đừng cho nó vô thôi. Nó nở, nó chiếm hết cái mặt nước của sen á, làm sen chết. Hướng sắp tới mình có muốn nhân rộng mô hình hay là như thế nào để cho đạt năng suất nhiều hơn? Nhân rộng thêm, ngó thì không đủ giao cho người ta, không tới vũ mình giao cũng không đủ ngó giao người ta nữa. Mối đám đầu nó đặc dữ lắm, cái này người ta xài nhiều lắm. Mình ngon được cái là sen mình sen xong nè, nó tươi, nó giòn. Chứ không phải như sen ruộng mà người ta đem xuống đây là cổng nó nhỏ, nó dai. Còn này nó bự nhưng mà nó giòn lắm. Trồng ở dưới bãi bồi á, mình không cần phân thuốc gì chân, nó tự nhiên à. Mình thu hoạch à. Nó có phù sa sẵn dưới sông luôn, nó mình đâu có cần ấy đâu. Em thấy là hôm bây giờ cũng trưa rồi, chắc là mình đi lên đi ha. Rồi rồi. Rồi, cảm ơn anh. Rồi rồi. Trải nghiệm một buổi sáng cùng anh trên khúc sông trồng sen, tận mắt thấy những ngó sen mà anh trồng, trắng, to, nghe anh kể về từng thời điểm thu hoạch,
không chỉ ngó mà cả gương sen. Chúng tôi thấy được tính khả quan mà mô hình này mang lại. Chỉ tốn công trồng ban đầu và chút công cắt tỉa lá tạo sự phát triển cho cây. Không lâu sau là người trồng sẽ được thu hoạch. Trồng sen lấy ngó thì chỗ hội Lăng là người đầu tiên để mạnh dạn đưa mô hình trồng sen lấy ngó vào để tăng thu nhập gia đình. Nói chung ra các hộ cái mô hình này thì đâu được hộ nhân xã cũng như là chỗ đăng ủy ban xã cũng đang nhân rộng để cho các hộ như trong xã là về tận dụng những có diện tích đất bãi bồi á, chúng ta tiến hành nhân rộng để trồng để làm sao để tăng thêm thu nhập cho tất cả hội viên trong cái xã Ninh Quế trong thời gian tới. Về đối với hộ của Võ Văn Lăng thì là một hội nông dân trẻ gương mẫu, và trong cái quá trình phát triển kinh tế thì anh cũng tìm tòi học hỏi rồi đưa nhiều cái mô hình mới cũng như là về cái trồng, tìm hiểu về các đặc tính của cây rồi nhân rộng những cái mô hình như chăn nuôi gà rồi cá ảnh kết hợp. Nói chung ra là về nông dân là anh cũng tìm tòi học hỏi, sáng tạo những cái thứ tận dụng mà để phù hợp với địa phương để anh phát triển mô hình của anh. Hưởng ứng phong trào cải tạo vườn tạp ở địa phương, đầu năm 2017, ông Võ Hoàng Khởi, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, bắt đầu áp dụng trồng tiêu trên 500 mét vuông đất hoang quanh nhà. Với người dân ấp Ninh Định nói riêng, huyện Hồng Dân nói chung, tiêu không phải là cây trồng quen thuộc được nhiều hội viên nông dân chọn đầu tư. Do đó, về mặt kỹ thuật, đa phần đều do người trồng tự tìm hiểu và học cách chăm sóc. Trồng tiêu này thấy nó cũng không mấy gì cực hơn, mà đều có một cái là nó hơi dày dân công thôi chứ nó không có cực gì hơn, bởi vì cái nó không phải như nông nghiệp, bởi vì khi mình gánh lúc nào mình làm lúc nấy, nó nắng mình nghỉ, chứ không phải như nông nghiệp mà mình gấp cái này gấp quá thì mình làm quá, còn cái nào không gấp cái này nó không gấp, khi nào bữa nay không gọi mai. Thế là tôi thấy này nó cũng dễ chứ nó không mấy gì cực. Cái sâu gầy thì nó đặc điểm của nó là có con nghiệp sáp. Thì ở đây thì nếu mà mình trồng tiêu thì mình đặc biệt phải diệt ổi. Cái ổi nghiệp sáp dữ lắm ạ. Thì nếu cái ổi này kia tôi chặt hết trơn. Còn cái bệnh. Cái bệnh thì giờ tôi chưa có thuốc đặc trị, bị viện cái mình cũng chưa có đi học hỏi nè. Theo năng suất ban đầu, năng suất hiện tại bây giờ, năng suất bây giờ đó thì nó đỡ hơn ban đầu chắc ở khoảng 60% ạ. Bởi vì ban đầu mình trồng mình thấy nó không có tốt hơn, rồi mình không có sử dụng thuốc này kia đó, rồi thử ra bây giờ làm mà bón phân rồi nước nôi này kia tưới nước rồi phân cử rồi phân chuồng này kia mình gãi vô rồi thuốc men này kia xịt vô, thì giờ thấy nó đạt là nhiều hơn lúc đầu. Giống tiêu ban đầu là do ba của ông Khởi xin ở nhà một người bạn mang về trồng ăn, nay ông Khởi đã nhân lên được 200 gốc. Theo ông Khởi cho biết, giống tiêu ông trồng rất sai hạt. Sau một năm, tiêu đã cho thu hoạch, bán cho bà con quanh vùng. Như nhà tôi đây á, là cũng có như ba loại tiêu để bán. Nhất là tiêu khô, rồi tiêu xanh, rồi tiêu sọ. Khi mà tiêu nó già thì mình hái vô. Hái vô cái là bắt nước sôi trụng vào cái rửa rồi cái mình thả lên lưới mình phơi khô trong hai nắng là bắt đầu nó khô rồi đó. Nó khô là yêu cầu phơi khô, rồi cái vô cái muốn để cho lâu á thì mình đem đi bỏ lên chảo mình xé cho nó nóng đều lên, là mình để giữ kín hơi là không bao giờ móc, để một năm cũng không móc luôn vậy đó. Rồi tiêu thí dụ như bẻ vô thì cũng bà con ở đây nè, vòng vòng người ta dặn người ký nửa ký thì có quà vậy đó. Thông thường khi nhắc đến việc trồng tiêu, người ta sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh những dây tiêu được quấn trên một khúc trụ, đóng cọc xuống đất bằng gỗ hoặc bằng bê tông. Tuy nhiên mô hình tiêu mà chúng tôi ghi nhận được trong vườn nhà ông Khởi lại là những dây tiêu xanh rì quấn chặt lên thân cây tràm. Theo ông Khởi cho biết, chính nhờ điểm khác biệt này mà tiêu ông sai hạt. Nhờ lớp vỏ tràm bên ngoài có thể giữ nước cung cấp cho dây tiêu trong những ngày nắng nóng, nên tiêu vẫn phát triển và sống được lâu hơn. Một năm thì bả có chừng 1 ký, 2 ký. Còn bây giờ một dây như vậy đó là bả có khoảng từ 5 tới 7 ký. Và 1 ký thì giờ thì bán một tiêu xanh thì 101 ký. Thì từ hồi mà mình cải tạo vườn tạp rồi tới giờ thì trồng tiêu thì giờ thấy
cái thu nhập gia đình đó thì thấy nó đỡ hơn rồi. Hồi đỡ để vườn tạp, vườn tạp hồi đó thì nó lâu cỡ 5 năm 7 năm này kia mới được 2-3 triệu, còn bây giờ là 1 năm thì mình có thể là gấp nhiều lần. Nếu mà cái mở rộng ra thì nếu mà cái nói về cái trồng thì trồng được, còn yêu cầu mà cái đầu ra mà nó ổn định rồi cái là thơm mở rộng ra cũng gần gấp đôi này nữa. Mặc dù chỉ sử dụng 500 mét vuông trong tổng số 2.500 mét vuông đất, nhưng mô hình trồng tiêu trên giá thể tràm của hộ ông Khởi lại đạt hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên cho gia đình, ổn định sinh hoạt đời sống. Tuy nhiên, như những gì ông Khởi chia sẻ, chỉ cần có đầu ra thì sẽ nhân rộng mô hình. Điều này cũng có nghĩa là để khuyến khích nông dân cải tạo vườn tạp, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, hộ nông dân cần sớm xúc tiến tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy, người nông dân mới yên tâm đầu tư canh tác. Nhằm để cải tạo, rồi quy hoạch lại cái vùng tiểu vùng người sản xuất để cho nó phát triển các mô hình. Đặc biệt là tới cái quan tâm nhất của đảng ủy là về cái cải tạo vườn tạp. Vì cái tiếng nhìn ra sông cái như cái ấp này đó, hôm nay đó, và cái ấp Vĩnh An đó, là trước đây là lá rồi đất phèn mặn rất nhiều, cây tạp rất nhiều. Do vậy thì sau khi chỗ đảng ủy cái ban có tổ chức đi tham quan cái mô hình trồng tiêu á ở Kiên Giang á, sau khi đi về mới áp dụng mô hình, thì sau khi phát hiện cái chỗ anh Khởi này là đã có 1-2 cái gốc tiêu nó cố cụ ở đây, rồi bắt đầu mình thấy vậy thì thôi cũng vô tuyên truyền vận động ảnh, nhưng mà trồng theo cái hướng là theo mô hình mới là trồng trên giá thể tràm. Nói như vậy thì ảnh trước anh có tràm nhiều lắm, vòng vòng, nhưng mà ổng trồng tùm lum chứ ha. Rồi cây tạp bây giờ ổng phá vòng 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 đây, giờ cái này đã cũng được 200-300 mét vuông, là ổng trồng 200 gốc tiêu rồi đó. Thì sau 1 năm thì thấy cây tiêu nó phát triển cũng tốt, mà cái cây tràm thì nó cũng tốt, nó cũng hết. Nhưng trước đây trồng trên những cái cây gì nó cũng chết chứ ha. Cây mít, rồi cây xài, nó cây là 3-4 tay vậy mà nó vẫn chết, nhưng mà trồng trên giá thể tràm thì nó sống thấy nó bền hơn. Có một cái anh cũng hơi khó, hiện nay là cái đầu ra nó cũng không ổn định. Nhưng mà cái sơ chế rồi này kia, cái làm để cho cái hạt tiêu khô với hạt tiêu sọ đó bán nó có giá hơn, nhưng mà anh cũng không có phương tiện điều kiện nữa, thì cái đầu ra nó không có nữa. Thì cũng nghe nói chỗ hội nông huyện cũng có là mở cái gian hàng mà rau sạch ở phối hợp ngăn dừa ở tại chợ huyện đó, thì đây chắc cũng phối hợp với chỗ nông dân huyện cũng xin ý kiến với ảnh này, sau này nếu có thì ở đây cũng xin đăng ký cho ảnh. Bởi vì ở đây tiêu này là trồng tiêu sạch, bây giờ ảnh không dùng cái phân mà vô cơ, anh chỉ dùng phân hữu cơ thôi, phân chuồng, phân này kia rồi bùn rồi kia, thành ra nó cũng rất tốt, thành ra nó cũng sạch, nó ăn nó không ảnh hưởng. Có thể nói kể từ năm 2015, phong trào cải tạo vườn tạp được phát động, đến nay đã có nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Hồng Dân thực hiện đạt hiệu quả. Đời sống của người dân nông thôn một phần được nâng lên. Tuy nhiên, lộ trình này vẫn chưa hoàn tất, vì bên cạnh đó vẫn còn những hộ hội viên nông dân thiếu kinh nghiệm lẫn nguồn vốn đầu tư. Do đó, rất cần sự hỗ trợ và sâu sát của các cấp hội giúp hộ viên tiếp cận nguồn vốn vay cũng như giới thiệu mô hình phù hợp cho hộ viên áp dụng. Và trên hết, vẫn là sự nỗ lực và quyết tâm của hội viên nông dân. Vì phong trào cải tạo vườn tạp không chỉ được xem là cuộc vận động mà còn là quá trình phối hợp nhịp nhàng và lâu bền giữa các cấp hội với hội viên nông dân. Chuyên mục Nông dân Bạc Liêu trên đường hội nhập kỳ này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục kỳ sau.